leo cầu thang được luôn. Leo xuống này. Trên tay mình là một cái xe kéo hàng gấp gọn, hay là những cái địa hình mấp mô như này đây, những cái tảng đá này, leo được hết các bạn nhé. Thay vì các bạn phải bê đồ, nó dẫn đến chấn thương lưng và có thể gây ra tai nạn ấy, thì với cái xe kéo này thì nó sẽ hỗ trợ lực rất là nhiều nha. Cái xe này các bạn có thể sử dụng hàng ngày ở gia đình nhé. Các bạn đi chợ, đi camping, các bạn để trong cốp xe ô tô ấy, các bạn đi du lịch các thứ ấy. Khi mà có đồ là các bạn có thể kéo đi bất cứ lúc nào. Khung của nó là hợp kim nhôm thì nó vừa nhẹ mà nó vừa chắc chắn, chống rỉ nữa. Cái chất liệu nhựa này cũng rất là cứng nhá. Nó có thể chịu được tải trọng đến 70 kg. Để mà mở cái xe này ra rất đơn giản. Các bạn không cần phải cúi người xuống, chỉ cần lấy chân gạt ra là được. Đó, đơn giản chưa? Đấy, kéo ra kéo vào rất nhẹ nhàng nhá. Bánh xe này được làm bằng nhựa đặc, rất là cứng cáp và rất là trơn nhá. Nó không lo bị thủng khi mà đâm vào những cái vật nhọn. Ở vị trí của hai cái bên này này, nó là những cái lò xo đàn hồi, để khi các bạn đi vào những cái chỗ sóc, chỗ có ổ gà ấy, nó sẽ thuận tiện hơn nhé. Các bạn có thể thay đổi chiều cao bằng cách bóp cái này lên và kéo này ra này. Kéo hàng mình không cần phải cúi, mình không phải gập lưng, cứ thẳng này mà kéo thôi. Thu gọn vào cũng đơn giản này. Gập vào là xong này, không cần phải dùng lực, không cần phải lấy tay, để hàng hóa lên đây thôi. Vì khi dùng cái này là các bạn đã kéo nghiêng vào người rồi. Rất ít khi mà hàng nó đổ nhá. Ngoài ra để tránh cái việc mà có thể đổ hàng ấy, thì nó có cho mình cái dây chun ràng đồ nhá. Rất là chắc chắn nhá. Dùng cái chun này thì không lo bị đổ. Cái hay của cái xe này mình thấy là nó gọn nhẹ, giá rẻ và có thể chịu được tải trọng tương đối lớn. Trọng lượng 3,5 kg, các bạn xách thoải mái luôn. Thậm chí là mình mua đến hai cái xe này. Một cái xe thì xịn hơn của Stanley. Cái xe này giá rẻ hơn 1/3 nhé. Cái xe này mình để trong cốp xe ô tô để mình hay đi du lịch, hay đi dã ngoại, để mình có thể trang được khá nhiều đồ. Mình không cần phải mang vác nhiều đồ, nó vừa nặng mà mỗi lần mang vác nó không mang vác được nhiều đâu. Bạn dùng cái xe này bạn chở một lúc được rất nhiều đồ luôn, mà mình không phải cúi lưng, mỏi lưng, cứ này mà kéo thôi, sạch sẽ. Có thể đi được ở những cái địa hình mấp mô nhé. Mấp mô quá thì mình không nói, nhưng mà mấp mô bình thường thì đi thoải mái. Đây mình sẽ đi cho bạn xem. Leo cầu thang được luôn. Leo xuống này. Hay là những cái địa hình mấp mô như này đây, những cái tảng đá này, leo được hết các bạn nhé. Tất nhiên thì với cái sản phẩm giá rẻ này thì nó sẽ không chở được cái tải trọng lớn hơn 70 kg nhé. Không nên chở quá tải nhé. Vì thực ra là cái thanh này nó cũng dày ở cái mức độ vừa phải thôi. Giá nó rẻ mà thì cũng chấp nhận được. Bánh xe này cũng hơi nhỏ. Cái này nó ưu tiên sự gọn nhẹ mà. Với những cái tảng đá lớn thì xe này nó sẽ khó mà leo qua nhé. Các bạn cố kéo thì nó vẫn leo được thôi, nhưng mà nó sẽ làm giảm đi cái độ bền của xe, và các cái đồ trong nó cũng sẽ dễ bị hỏng. Nhưng mà mấy khi mà các bạn kéo vào những cái chỗ sóc như vậy đâu, sử dụng hàng ngày thoải mái luôn. Lúc nào mình cũng để cái này trong cốp xe này. Một cái để nhà sử dụng hàng ngày, một cái luôn để trong xe. Rất là gọn gàng, nhẹ nhàng này, các bạn thấy này. Cầm lên nhẹ cực kỳ luôn này. Link của sản phẩm mình có để ở phần mô tả của video cho các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.